dàn PC ThinkView cũ thế này sao mà làm việc được? Phan Tuấn Anh ơi, dẫn em đi mua cái dàn PC khác nhanh lên. Này làm thế nào được? A few moments later. Chỗ này gì? Alphard PC High End Gaming No 1. Chả hiểu tại sao ông Phan Tuấn Anh lại bảo mình vào đây mua. Nhìn trông cũng ra gì ấy nhở? Ủa, nhìn toàn đồ PC xịn sò. Chào em. Hôm nay nhân viên bán PC mà cần thiết phải xinh này không nhở? Toàn đồ PC xịn sò nhở? Hôm nay anh muốn đến để mua một bộ PC cực kỳ đắt tiền, nhưng giá cả không quan trọng. Đấy, thì em giới thiệu cho anh một số những option để anh cân nhắc. Như anh nói thì mình cần một bộ PC là cực kỳ đắt tiền đúng không ạ? Đúng bọn rồi. Em có một bộ trị giá 200 triệu. 200 triệu. Không biết anh có muốn xem không ạ? 200 triệu thôi gì? Vâng ạ. Tiền đối với anh không quan trọng, nhưng mà hôm nay anh chỉ mang 20 triệu thôi. Thế nên em giới thiệu cho anh bộ case nào có mức giá khoảng tầm 20 triệu thôi. Anh quất, anh mua luôn. Anh nghĩ là với mức giá 20 triệu thì bọn em đang có một bộ PC đang lắp sẵn trên gác. Em có thể mời anh lên để test máy được không ạ? Có sẵn trên gác luôn ạ? Dạ vâng ạ. Đi thôi. Em mời anh ạ. Đây toàn đồ xịn nhở, Cool Hand, Steel Series. À, mấy con này thực ra là anh dùng hết rồi mà. Xin giới thiệu với anh, đây là phòng test đặc biệt chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt của Alphard bên em đấy ạ. Và đây chính là bộ CPU mà chuyên dùng để render trị giá 20 triệu mà em vừa tư vấn cho anh. Bộ vâng. PC 20 triệu. Vâng, không biết là anh có thắc mắc gì để anh tư vấn. Cool B-Gamer, dạ. Được đấy nhở. Anh thắc mắc nhiều chứ, hôm nay là anh sẽ hỏi hơi bị nhiều đấy. Mà cái phòng này có vẻ kín. Lúc đầu anh băn khoăn là không hiểu tại sao em dẫn anh vào cái phòng kín như này. Hóa ra đây là phòng test kỹ thuật đặc biệt của Alphard, được đấy nhỉ? Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá đi từng thứ một nhỉ? Không biết là 20 triệu có được bộ PC ngon nghẻ hay không? Hôm nay mang đi được có đúng 20 triệu, chán thật. Đây, cái thành phần quan trọng nhất đối với anh là CPU này. CPU xem ở đây là CPU gì nào? Có i7-9700. Tận có i7-9700 cơ á? Anh cũng nghĩ là với mức giá 20 triệu mà lại có một con CPU khủng như này đâu. 8x8 luồng. Dạo này thời buổi loạn giá quá. Hay là không biết là Alphard bán thế nào mà được con CPU giá ngon như này nhở? Bộ cây 20 triệu được con CPU ngon nhở? Là bọn em luôn tối ưu giá để làm sao có những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng anh ạ. Chắc là đi theo cái bộ cây này thì mức giá của nó cũng được giảm giá nhiều đúng, đúng không? Bọn em đã hỗ trợ mức giá tốt nhất cho khách hàng đấy ạ. Khi mà okay. Đi chung như vậy có vẻ là hấp dẫn nhở. Tiếp đến cả đồ họa đi. Ôi, GTX 1650 của Asus cũng được đấy nhở. Chứ cả đồ họa này nó cũng đủ để làm đồ họa rồi chứ. Đối với anh thì làm đồ họa cũng không cần phải con cả đồ họa nó quá to quá khủng làm gì đâu. Chỉ cần GTX 1650 là đủ rồi. Mà thỉnh thoảng anh chơi game là con này là chơi được đấy. À kia, chiếc card đồ họa đang được lắp nhỏ nhắn xinh xinh ở kia kìa. Không cần nguồn phụ luôn, thoải mái. Các nhỏ nhắn nhá. Được. Thì đến những thứ khác nhá, xem còn cái gì không nào. Đây là bo mạch chủ Z390GB. Ây chà, bộ case này đầy đủ của các hãng luôn. Hết Asus lại nhảy sang Gigabyte. Mà Z390 là mai sau là anh thích anh nâng đến chip Epson và thoải mái. Em là hôm nay em sướng lắm nhá. Gặp được khách hàng cái gì cũng biết, đỡ phải tư vấn nhỉ. Z390 nằm trong bộ cây kia là cũng trông yên ổn phết nhỉ. Tiếp đến này, nguồn 600W này, RAM bộ kit 16GB này, SSD 256GB. Mà chả hiểu sao nhu cầu build PC gì mà cho cái SSD có tận 256GB. Hôm nay mang được có 20 triệu, chán thật. Nhưng mà thôi, thích về nâng cấp sao cũng được. Quan trọng là có CPU ngon, các đồ họa ngon. Xem nào. Quạt tản nhiệt 214 ID cooling. Nhìn đèn LED RGB được phết nhở. Lại còn có cả RAM RGB. Ây chà, quả bộ cây này anh thích nhất cái bộ cây này. Đúng là kiểu be cool, be gamer khác. Cũng có LED RGB ở ngoài luôn. Shine, tỏa sáng. Được nhở. Nhưng mà có một thứ anh thấy chưa được. Em biết thứ gì không? Dạ thứ gì ạ? Anh thấy cái bộ case này nó hơi to so với những cái linh kiện bên trong. Em nhìn này, thường khoảng trống này. Không biết là khoảng trống đến mai sau để làm cái gì. Cứ cho nó thông thoáng anh ạ.
Với cả anh nghĩ là cây to như thế này để biết đâu mai sau anh nghe được cái cạc to hơn vào. Cạc to hơn vào. Cũng được đấy nhỉ, nghe nhỉ? Cũng có vẻ hợp lý. Vâng. Thôi rồi, bây giờ thì em gói tất cả chỗ này về nhá. Dạ. Anh là anh cần mang về studio của ThinkView. Ở đó thì bọn anh có những cái đoạn footage quay bằng RED nặng lắm. Lúc đấy thì anh mới có thể test được là cái bộ PC này nó khủng khiếp đến như nào. Anh thấy bộ PC này cũng ngon đấy. Bây giờ gói hết về để anh mang về nhá. Dạ, vâng. Được đấy nhở. À nhưng mà ship về nhà như nào đây nhở? Dạ bọn em sẽ trở về tận nhà cho anh ạ. Ok. À mà từ. Anh thấy là từ nãy giờ có cái bàn này anh để ý suốt từ nãy giờ nhưng mà anh không bảo nhá. Cái bàn này có cái rất hay. Cái nút gì ở đây đây? À vâng, em xin giới thiệu với anh, đây là một trong những mẫu bàn nâng mà mới nhất ở bên em. Nó nâng mới là... nhất à? Vâng ạ, nó rất là hiện đại. Công nghệ rất là hiện đại khiến anh có thể làm việc này thoải mái ở mọi tư thế luôn ạ. Ây chà. Anh thấy nâng lên hạ xuống rất là dễ dàng đúng không ạ? Lên đến đỉnh xuống hết nấc luôn. Dạ. Ây à, ui, cao thế này nhở. Thỉnh thoảng là anh thích đứng làm việc cơ. Ui, không ngờ nó lên cao được như này luôn ạ. Dạ. Ai chà, thế này thì hơi quá so với chiều cao của anh đấy. Mà thôi, cũng được. Ây chà, bàn xịn đấy nhở. Thôi nhưng mà thế cái bàn này có ship về ThinkView không? Dạ có anh ạ, nếu anh muốn bọn em có thể ship về cho anh ạ. Ok, thế ship cho anh tất cả những cái thứ này về tận nhà nhá. Dạ okay. Vâng ạ. Anh cảm ơn nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Ôi, xin chào anh em đã đến với góc làm việc của mình tại ThinkView. Về đây mới test được chứ, còn ở kia thì mắt mũi với cả tâm hồn của mình cứ để đâu ấy. Có test được cái gì đâu. Và đây, bộ PC Render 5. Tên của nó là Render 5, tức là nó sẽ chuyên để dùng render và làm việc đồ họa trên 5 phần mềm nổi tiếng. Ví dụ như là Photoshop, AI, này, Premiere, After Effects hay là 3ds Max. Thực ra thì cái tên Render 5 chỉ là cái tên mà hãng đặt ra mà thôi, anh em không cần quan trọng đâu. Cái điều quan trọng ở đây ấy, đó chính là cái hiệu năng thực tế của nó là đến đâu đúng không? Và mình đã vừa benchmark để xem là cái dàn PC này nó có thể tận dụng được hiệu năng phần cứng bên trong đến đâu, nó có thể tận dụng được toàn bộ sức mạnh của CPU, GPU hay không, cung cấp nguồn đủ không, hay là nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Ok, về CPU nhá, mình đã cho chạy Simbeo R15 thì cả điểm đơn nhân lẫn đa nhân đều rất cao, đặc biệt là ở đơn nhân nó rất cao. Mình cũng đã stress test ở cả 8 nhân bằng Prime 95 thì xung toàn nhân vẫn đạt được là 4.5 GHz, trong khi nhiệt độ của nó chỉ loanh quanh là 65 độ C mà thôi. Quá là mát, hiệu năng như này là quá ngon. Mà như anh em cũng đã biết rồi đấy, những phần mềm đồ họa ví dụ như là AE này, After Effects hay là 3ds Max nó tận dụng xung đơn nhân là chính thôi, và với một cái sức mạnh xung đơn nhân như này là hoàn toàn ổn định, làm việc hoàn toàn ổn định. Riêng cái khoản AE các thứ thì anh em có làm như thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ chạy một nhân thôi mà. Và với mức sức mạnh một nhân của i7-9700 được thể tận dụng trên dàn PC Render 5 này là làm việc mình làm quá ngon. Còn xét đến việc là làm đồ họa nói chung ấy thì nó chỉ sử dụng CPU là chính thôi, chứ còn GPU thì cũng không cần quá nhiều đâu. Và với mức sức mạnh của cả đồ họa GTX 1650 như này thì nó là đủ để có thể support cho con chip hoạt động ổn định trong những phần mềm này. Mà nhắc đến GPU thì ở đây thì mình cũng đã đo TGP, tức là công suất điện của GPU ấy, để xem là cái sức mạnh của nó đến đâu. Mình đã cho chạy Fermax và đo công suất điện của nó thì nó ăn được vào khoảng là từ 66 cho đến 67W, đúng chuẩn là GTX 1650 luôn. Và với i7-9700K, GTX 1650 này, rồi lại cộng 16GB RAM SD nữa thì làm đồ họa trên bộ PC này là có lẽ là đáp ứng đủ cho phần lớn nhu cầu của người dùng rồi đấy. Và ngoài những phần mềm nặng nặng ví dụ như là AE này hay là 3ds Max thì những phần mềm nhẹ hơn ví dụ như là Photoshop này, AI hoạt động là quá là dễ dàng đối với dàn PC này. À mà nhắc đến nhu cầu làm việc thì mình nghĩ rằng chúng ta cũng nên giải trí một chút đúng không? Ai mà làm việc mãi đâu. Và với cái sức mạnh của GTX 1650 thì anh em vẫn hoàn có thể chiến được mọi game hiện nay ở mức từ medium cho đến high setting trên màn hình độ phân giải là Full HD. Riêng cái khoản là mình chơi CS:GO ấy lên FPS trên 200 là chuyện quá là bình thường đối với dàn PC Render 5 này. Nói chung là mình thấy rằng đây là một dàn PC có mức P/P rất là cao đấy. Nó có thể đáp ứng được cho mọi nhu cầu từ chơi game cho đến giải trí, hoạt động rất là ổn định. Rồi, nói chung là mình cũng ưng cái dàn PC này rồi đấy. Thay thế được cái dàn PC cũ nát bét cả rồi. Mà thôi, chém gió thế thôi. Quay trở lại làm việc đi.